Xin chào cô chú, anh chị và các bạn đã đến với kênh Phúc Tài Chính. Và cảm ơn cô chú, anh chị và các bạn đã yêu quý, đồng hành và ủng hộ Phúc suốt thời gian qua. Cảm ơn từng cái like, từng cái chia sẻ để giúp cho kênh Phúc Tài Chính ngày càng phát triển hơn. Như ở video trước, Phúc Tài Chính đã chia sẻ một chủ đề bảo vệ những nhà tri thức. Tri thức là sức mạnh, tri thức là sự tự do. Đối với những người mà họ mong muốn phấn đấu đi lên bằng con đường chính nghĩa, bằng con đường chính đạo để kiếm những cái đồng tiền mồ hôi công sức bằng năng lực của bản thân mình, bằng sự tu dưỡng, rèn luyện bản thân để có giá trị hơn, để đóng góp vào những cái giá trị chung của một công ty, của một cộng đồng, của một đất nước. Thì đó là những người tri thức, họ phấn đấu cho cái công việc, phấn đấu cho cái nguồn kiến thức cũng như kỹ năng của họ ngày càng phát triển hơn. Vậy thì những con người đấy ấy, thì những cái người vô học, những cái người không có học không thể nào nắm đầu họ để mà lắc được đâu. Mình thấy xảy ra một cái hiện tượng là mày chơi với tao, mày phải theo tao, mày chơi với tao, mày phải làm theo ý tao. Đó là cái tư duy của những người không có học. Còn với những người có học ấy, họ sẽ tập trung phát triển cái sự nghiệp của họ. Họ cũng chẳng có thời gian đâu mà họ đi ngó sang cái sự nghiệp của người khác, ngó sang cái con đường của người khác, ngó sang công việc của người khác, rồi bắt người này, bắt người kia phải theo ý mình. Họ hiểu một điều rằng bước ra ngoài cuộc sống, muốn có một điều gì, bạn phải trả giá. Bạn muốn người khác làm theo ý bạn, bạn phải sẵn sàng bạn trả tiền. Còn không thể nào có chuyện mà ngồi lên đầu người khác được đâu. Những thời gian qua mình thấy một hiện tượng toàn những người không có học lại muốn nhảy lên đầu của những người tri thức để nắm đầu họ để đi theo con đường. Thì không bao giờ có thể nắm được đầu những người tri thức đâu. Những người tri thức ấy, họ sẵn sàng họ từ bỏ cái tôi để họ cúi đầu xuống như một bông lúa chín cúi đầu để họ học hỏi thêm kiến thức. Nhưng điều đó không có nghĩa là họ không có cái tôi. Họ vẫn luôn có cái lòng tự trọng, tự tôn của họ. Và cái điều họ cần đó chính là sự tự do và sự tự lập. Tự thân, học tập, rèn luyện, phát triển lên để tự lập trong công việc và trong cuộc sống. Nên mình thấy một hiện tượng đó chính là rất nhiều người muốn nhảy lên đầu người khác để mà nắm đầu người ta, bắt thế này, bắt thế kia. Không thể bắt được những người tri thức đâu. Bởi vì tại sao? Họ có năng lực, họ có thể tự kiếm ra tiền. Có nhiều người mình thấy như kiểu là anh nông dân hay chú luật sư Kim, họ có những cái năng lực không chỉ kiếm tiền trong drama. Vì vậy nên không có gì có thể bắt buộc được họ ở đâu. Người tri thức không dễ dàng gì để cho những người không có học dẫn dắt đâu. Mà người tri thức sẽ đóng góp những cái giá trị của họ, đóng góp năng lực, kiến thức, cái sự trải nghiệm, cái năng lực, tư duy của họ để cho những người có lý tưởng xây dựng đất nước. Ví dụ như ông Phạm Nhật Vượng là cái người mà có lý tưởng xây một dựng một đất nước Việt Nam đi lên thì rất nhiều người chung tay. Hay ngay cả cái việc mà cô Nguyễn Phương Hằng lên tiếng cho một câu chuyện của xã hội, rất rất nhiều tri thức đã ủng hộ cô Nguyễn Phương Hằng. Tiêu biểu là thầy Đặng Anh Quân, họ muốn đóng góp những cái kiến thức của họ để vào một cái điều lý tưởng giúp cho những người dân, giúp cho cuộc sống của đất nước Việt Nam ngày càng đi lên. Muốn người tri thức đi theo, bạn cần phải có lý tưởng. Bạn cần phải làm những điều giúp ích cho xã hội. Chứ không phải bạn là một kẻ chỉ có chửi nhau để kiếm tiền qua ngày mà bạn lại đòi dẫn dắt người khác. Không có cái mùa xuân đó nha. Và đặc biệt một điều mình thấy một hiện tượng ấy, đó chính là những cái gì bạn nói chỉ thể hiện con người bạn, không thể hiện người khác. Ví dụ như mình lấy ví dụ về chủ nhân của câu nói bảo vệ những người tri thức, đó chính là Trung Vũ. Mình rất thích cái câu bảo vệ những người tri thức. Phía sau mình sẽ chia sẻ đến cô chú, anh chị và các bạn tại sao. Còn trước mắt về người là Trung Vũ, mình thấy một điều rằng là cái chuyện donate ấy là cái chuyện hết sức bình thường. Khi mà mình bước vào cái drama này ấy, thì trước khi đó mình đã làm marketing online, rồi là có theo dõi những người nổi tiếng trên mạng xã hội. Không chỉ là những diễn viên, ca sĩ nổi tiếng mà cả những cái người KOL, họ có những cái sức ảnh hưởng trên mạng xã hội từ mạng YouTube đến TikTok. Thì cái việc họ nhận donate là chuyện hết sức bình thường. Cô chú, anh chị và các bạn có thể nhìn thấy ở đây. Ví dụ như anh Độ Mixi có những lần donate lên cả 100 triệu, lên cả 60 triệu. Rất rất nhiều lần như vậy. Và cái chuyện donate nhiều là chuyện hết sức bình thường. Nhưng mà vào drama thì có mỗi một cái chuyện donate thôi mà biến họ trở thành tổ chức phản động, trở thành con người phản động, rồi là các thể loại con đà điểu. Thì chia sẻ với cô chú, anh chị và các bạn, những gì bạn nói ra là thể hiện con người bạn, chứ không đánh giá được người khác. Bây giờ ví dụ như trường hợp của chú Trung Vũ hay là bác Trung Vũ như thế, mọi người biết làm sao được là cái vị Trung Vũ này là người như thế nào. Người ta chỉ có đi donate tiền và người ta biết cái câu là bảo vệ những nhà tri thức. Và họ ủng hộ ai thì họ muốn cái comment của họ nổi bật và họ donate thế thôi. Vậy mà đi nào là chia sẻ, rồi là phân tích về họ, rồi thậm chí là
quy luôn là Trung Vũ là trùm, rồi là điều khiển luật sư Kim, điều khiển anh nông dân, điều khiển Phúc Tài Chính, điều khiển Quỳnh Như, điều khiển thầy Jimmy Huỳnh. Rất nhiều thuyết âm mưu đang mở ra như vậy. Nhưng mà trên thực tế thì bạn làm sao biết họ là ai, hình dáng như thế nào, mặt mũi ra sao? Không hề biết như thế nào. Và trong tất cả những cái lùm xùm vừa qua thì mình phải đặt một câu hỏi. Thậm chí mình đặt một câu hỏi cả với các chủ kênh YouTube luôn. Là thậm chí là cuộc sống của các bạn toàn bị gò ép à? Cuộc sống của các bạn toàn là bị điều khiển à? Vì vậy nên những gì bạn nói ra thể hiện cuộc sống của bạn. Bạn nói là gì? À, cái Phúc Tài Chính, anh nông dân, thầy Jimmy đang bị gò ép, đang bị điều khiển, đang bị người này điều khiển, người kia điều khiển. Nó không thể hiện cuộc sống của chúng tôi, mà nó thể hiện cái cuộc sống của bạn đang bị gò ép à? Hay là nhiều người phân tích là vì những cái đứa này nó vì tiền nên là nó thế này thế kia. Nó cũng không thể hiện cuộc sống của người khác, bởi vì bạn đâu biết Trung Vũ là ai. Sao mà biết được, bây giờ đơn giản chỉ là một cái nick YouTube, một cái nick YouTube và họ donate thế thôi, bạn biết làm sao được. Những cái gì bạn nói chỉ thể hiện bạn thôi, chứ bạn không hề biết Trung Vũ là ai. Có hai điều bạn biết thôi, một là người ta có tiền, và hai là họ nói là họ ủng hộ những người tri thức. Và bạn cứ phân tích như vậy, bạn làm sao bạn biết được đó là ai? Rồi là bạn quy chụp là người này người kia chỉ sự chỉ đạo, nhưng mà nó chỉ thể hiện cuộc sống của bạn thôi. Những gì bạn nói nó thể hiện cuộc sống của bạn. Bạn đang bị gò ép à? Bạn đang bị một kênh YouTube nào đó gò ép à? Bạn không được nói theo những gì bạn muốn à? Và đặc biệt là bạn nhìn thấy đồng tiền là bạn coi như bạn loạn xạ hết cả lên à? Nên bạn mới để ý những điều đấy. Ví dụ như một bức tranh chẳng hạn, một bức tranh bạn không để ý những bông hoa, những cây lá đang đua sắc khoe sắc, bạn chỉ để ý những cái đống phân mà đang tưới cho cây hoa thôi. Cái sự việc, cái góc nhìn của bạn nó không thể hiện sự việc, nó chỉ thể hiện góc nhìn của bạn mà thôi. Và tất nhiên Phúc Tài Chính tôn trọng cái góc nhìn của bạn, tôn trọng góc nhìn của mọi người. Và đến góc nhìn của các bạn mình còn tôn trọng, huống chi là góc nhìn của mình phải tôn trọng góc nhìn của mình hơn là góc nhìn của bạn mới đúng. Vì vậy nên cũng không ép ai mà được ai, cũng không thể ép ai theo quan điểm của ai. Và đặc biệt một điều rằng không thể cầm đầu người trí thức được đâu. Bởi vì mình đã từng đi làm công sở, mình tiếp xúc với những người ấy mà đi thấp thấp lương 5-6 triệu, lương 7 triệu, nhiều khi là phải đi xin việc. Nhưng mà với những người từ chức trưởng phòng, giám đốc, họ là gì? Họ đi ứng tuyển, họ có năng lực, họ có quyền, nhiều quyền lựa chọn. Họ chọn công ty này, họ chọn công ty kia, chứ không phải họ đi xin và họ cầu xin một công việc nữa. Thế nên là bạn không thể dẫn dắt được những người có học và những người tri thức đâu, không thể dẫn dắt được đâu. Đặc biệt nhiều người cũng nghĩ nào là nông dân dẫn dắt Phúc Tài Chính, rồi lúc có những kênh nói Phúc Tài Chính dẫn dắt nông dân, rồi là chú Kim dẫn dắt nông dân với chú Kim dẫn dắt Phúc Tài Chính, đều không có. Bởi vì có lẽ cuộc sống các bạn đang bị dẫn dắt nên các bạn phân tích thế thôi, chứ hoàn toàn không có, không thể dẫn dắt được. Mà với cái điều mình chia sẻ là cuộc sống của mình với anh nông dân, hay là với luật sư Kim, hay cả thầy với thầy Jimmy Huỳnh, ngay cả với anh S8 thế, là gì? Tôn trọng cuộc sống của nhau. Cũng không bắt ai phải lên bảo vệ ai, hay thậm chí là nhìn thấy người ta. Đặc biệt mình thấy là có một clip mà thầy Jimmy muốn chia sẻ về Phúc Tài Chính đi, và nhận một cái làn sóng vùi dập từ cộng đồng mạng ấy. Thì cũng nói thật một điều là bản thân mình suy nghĩ là mình nói chuyện luôn cả với những người thân của mình ấy. Mình nói là thực ra là nhìn thấy thầy, mình biết là thầy rất là tốt, mình biết là thầy rất là tốt và thầy muốn ủng hộ mình. Thì nhưng mà thực sự khi mà nhìn thấy thầy buồn như vậy, mình thấy là mình cũng không thực sự là không nỡ lòng nào để thầy lên ủng hộ mình mà như vậy đâu. Và ngay cả khi mà mình cũng nhận những làn sóng, và ngay cả anh S8 cũng gọi cho mình nói rằng một điều là em cũng không cần phải lên bênh anh hay là bênh thầy Jimmy đâu, em hãy cứ làm những điều em muốn. Cũng của mình tiếp xúc với những người như vậy, kể cả với chú Tiệp Ca cũng thế, chẳng ai ép mình. Còn bất kỳ ai đã từng ép mình, có thể là mình ok mình vẫn chơi đấy, nhưng mình sẽ ghi nhận ép nhiều quá là mình không chơi đâu, không chơi. Thực sự những người tri thức cũng đều là những người cứng đầu, họ sẽ cảm thấy muốn đi theo, muốn ủng hộ, muốn bảo vệ, đó là một cái sự tự nguyện. Ví dụ như mình ủng hộ cô Nguyễn Phương Hằng đã lên tiếng cho câu chuyện của xã hội. Và cũng có một vị khán giả chia sẻ với mình rằng là cũng có thể cái nick Trung Vũ cũng có thể là chung tay cổ vũ những nhà trí thức. Bản thân mình khi mà nghe cái câu bảo vệ những nhà trí thức, mình cảm thấy rất là xúc động. Bởi vì cũng xin thưa cô chú anh chị và các bạn này, nếu như mà chúng ta thấy một điều rằng là ngay cả từ lúc mà chúng ta đi học ấy, thì chúng ta thấy là những cái bạn ấy
mà bạn ấy chăm học ấy, thì bạn đều rất là lạnh. Bây giờ nói thật, bây giờ bảo những cái người thủ khoa mà đi đánh nhau ở ngoài nó khó lắm. Bởi vì đôi khi là họ rất là lành, họ học tập, họ phát triển. Họ có phải là những người mà kiểu như là nghịch ngợm để mới đi đánh nhau đâu. Vì vậy nên với những cái người tri thức như chú luật sư Kim, thầy Quân hay là cả anh nông dân hay là thầy Jimmy Huỳnh, họ rất là lành, họ rất là nhẹ nhàng. Khi mà họ bước vào drama rồi là có rất nhiều người chửi bậy, rồi là tấn công tứ phía, chửi thì chửi bẩn vô cùng. Chửi bẩn vô cùng thì nói thật những người tri thức không thể nào chửi bẩn lại như vậy được. Cũng xin chia sẻ một điều là mình gặp thầy Jimmy ở ngoài ấy, thì thực sự là mình nghĩ một điều, thầy không thể nào chửi bậy được. Tất nhiên trong cái lúc mà họ bức xúc quá, họ bực quá, họ có thể chửi bậy một hai câu. Nhưng bảo là lấy cái chuyện chửi bậy, lấy cái chuyện chửi người khác, bới móc đời tư của người khác, dùng những chiêu trò hèn hạ để mà kiếm tiền ấy, thì sẽ không thể nào lâu dài được. Họ có thể trong một phút nào đó họ bực bội, ai cũng thế, bực bội nói một vài câu, nhưng bảo dùng cái chuyện là chửi bới giống như Chí Phèo để mà kiếm tiền qua ngày ấy, thì sẽ là không có. Sẽ là không có. Và tại sao lại bảo vệ những nhà tri thức? Giống như Phúc Tài Chính đã từng nói, những cái người mà họ học hành ấy, họ lành lắm, họ cực kỳ lành. Thế nên là phải bảo vệ họ là đúng rồi, ủng hộ họ là đúng rồi. Có một vị khán giả của kênh mình còn chia sẻ với mình rằng là nuôi rất nhiều những người học thành tài, những người nào học được thì nuôi đến tiến sĩ, còn tất cả đều ra làm công ăn việc làm. Vậy nên là ủng hộ những nhà tri thức, bảo vệ nhà tri thức. Chia sẻ với cô chú anh chị nhiều người tại sao thắc mắc là tại sao chú Kim rồi là thầy Quân, nào là có những người nói là phải lên đối chất, phải lên trả lời thuyết cộng đồng mạng, phải lên thế này thế kia, thì nói thật là họ im lặng. Tại sao họ im lặng? Bởi vì người tri thức người ta thế, người ta im lặng. Im lặng đôi khi là một sự tôn trọng, im lặng đôi khi cũng là một sự coi thường nữa. Và im lặng nhiều khi là để cái tầm của những người đó thấp hơn họ. Và cá nhân của mình thấy một điều rằng, giống như cái comment này mà cô chú anh chị xem, rất nhiều cô chú anh chị và các bạn theo dõi Phúc Tài Chính một hành trình dài thì đều biết là trước đó Phúc cực kỳ nhát, cực kỳ nhát luôn, bởi vì cái môi trường mình sống nó lạnh lắm. Cứ đi học rồi học đại học rồi là đi làm, anh em đi làm công việc rồi là cứ thế đi làm rồi về thôi, cuộc sống nó cực kỳ yên bình. Tất nhiên là sẽ có những cái xung đột, nhưng mà nó ở cái môi trường rất là lành, chứ nó không phải cái kiểu môi trường nó đôi khi nó bẩn thỉu, đôi khi là cái tầng thấp như tràn lan như một phần nào đó của mạng xã hội đâu. Thực sự là vậy, nó rất là lành. Và nhiều khi gặp những cái trường hợp ấy, nhiều khi là mình cũng kiểu bị sốc văn hóa, cô chú, cực kỳ bị sốc văn hóa. Giống như Phúc Tài Chính nói trên kênh, nói một điều là khi vào drama gặp có những cái trường hợp họ chửi bẩn đến mức có những cái câu chửi mình chưa từng nghe bao giờ, mà không hiểu tại sao họ có thể chửi những cái câu cay nghiệt và bẩn thỉu như vậy. Đôi khi là bị sốc văn hóa. Nên là cái môi trường của những người tri thức ấy, ví dụ như thầy Đặng Anh Quân hay ngay cả luật sư Kim, rồi là thầy Jimmy Huỳnh, mỗi những cái môi trường đấy nó rất là lành. Nó rất là lành nên đôi khi là vào drama là nhiều những cái nào là bới móc đời tư, chửi bới đời tư, thậm chí là chơi với nhau đấy, nhưng mà rình xem là mày có cái sơ hở gì là tao chụp lại, tao ghi âm lại, tao tin nhắn lại, để có ngày tao bung ra rồi tao hạ nhục mày, tao giành mày. Thì nói thật là những người tri thức gặp cái đấy quá là sốc văn hóa luôn. Sốc văn hóa lắm, cực kỳ sốc văn hóa luôn. Nên là người tri thức nhiều khi là phải chạy, là phải cầm dép chạy, bởi vì là mình không thể nào chửi nhau bằng với họ. Xin thưa với cô chú anh chị và các bạn là Phúc Tài Chính đã từng chia sẻ với anh nông dân. Và như thế này, đó chính là một lần mình nói với nông dân trong những cái lúc mà nông dân mà đang đấu tố lần đầu tiên ấy, thì mình chia sẻ một điều rằng là cậu có biết là cậu thua người ta ở cái gì không? Nông dân là người ấy bảo thế thua cái gì? Mình bảo là cậu thua người ta ở cái độ rảnh. Đôi khi cậu bận rất nhiều công việc của cậu, đôi khi chỉ mấy ngày cậu mới lên được một clip, hay thậm chí có những giai đoạn 2 tuần mới lên được một clip. Và có khi là cậu chỉ nói người ta 10 phút thôi, nhưng mà người ta nói cậu 10 ngày. Mà 10 ngày không phải là nói mỗi ngày một clip đâu nhá, mà 10 ngày mỗi ngày phải giật 3 clip, mỗi clip phải nói 3 tiếng. Thế cậu làm sao có đủ độ rảnh bằng họ? Nên là cũng xin chia sẻ một điều là những người tri thức là đôi khi là họ không muốn nói nữa. Nói mình có nói lại đâu, chửi thì có chửi lại đâu. Nên là bảo vệ họ. Bây giờ như hôm trước ấy, là mình dẫn mẹ mình đi khám bệnh, và bác sĩ khám cho mẹ mình là một phó khoa của bệnh viện Việt Đức. Thì mình nhìn bác ấy rất là lành, anh mới đúng, gọi là bác sĩ nhưng thực chất là rất là trẻ tuổi và anh, và rất là giỏi, chuyên môn cực kỳ giỏi và làm rất là có tâm. Thì đôi khi mình cứ nghĩ drama và mình nhìn bác sĩ, mình ngẫm là bác sĩ này thì làm sao mà đi đánh nhau được, làm sao mà đi cãi nhau được. Những người tri thức là vậy, họ nỗ lực, họ lành,
cứ ở trong nhà để học tập nghiên cứu. Đấy, làm sao mà đi đánh nhau được, làm sao mà chửi nhau được. Thế nên là nên bảo vệ những nhà trí thức. Vì vậy nên mình rất thích cái câu của cái bác Trung Vũ này. Đó chính là bảo vệ những nhà trí thức. Và đến bây giờ khi mà bác Trung Vũ chỉ làm mỗi một việc là bác ấy donate thế thôi. Chú ấy donate thế thôi. Donate thì là với góc nhìn của mình thì cái donate nó rất là bình thường. Và mình tin rằng là anh em YouTube nào cũng từng nhận donate rồi. Mà thậm chí là có khi lại được nhận nhiều donate chứ không phải ít đâu. Nhiều donate chứ không phải ít đâu. Bởi vì là fan của Nguyễn Phương Hằng đều có một bộ phận cực kỳ là giàu và nhiều tiền và ủng hộ những cái người lên tiếng. Bởi vì họ đôi khi họ cái câu chuyện của xã hội, họ muốn ủng hộ câu chuyện của xã hội, nhưng vì là họ có rất nhiều, họ không thể lộ mặt được, nên là họ ủng hộ những cái người mà lên tiếng. Mình tin là vậy. Và mình nghe rất nhiều câu chuyện như vậy, và đằng sau rất nhiều câu chuyện như vậy. Nên là anh em nào, nói thật thẳng ra là anh em nào mà chả được nhận donate, anh em nào chẳng donate. Vì vậy tại sao mà có những donate mà có thể bạn nhận trong âm thầm bạn nhận được, nhưng mà thấy donate của thầy Jimmy loạn hết cả lên ấy. Thật, mình nói thật. Đấy là mình nói thật đấy. Vì vậy nên là ông nhận donate, chúng ta nhận donate là cái chuyện hết sức bình thường. Vì họ ủng hộ, họ ủng hộ, họ lên tiếng, họ ủng hộ thế thôi. Giả sử như là thay vì tại sao mà đi mừng cưới thì tại sao lại mừng tiền mặt. Mừng tiền mặt có xấu không? Mừng tiền mặt cũng là donate đấy, có xấu không? Không xấu, chỉ đơn giản là tôi muốn tặng bạn một cái món quà nào đó. Ví dụ thay vì tặng bạn hai tạ gạo thì mình cho vào cái phong bì, kiểu như vậy. Thế nên là nó là hết sức bình thường, nhận tiền donate bình thường, trong cuộc sống thì bình thường. Nhưng mà vào drama, nói thật là mình thấy cái bác Trung Vũ này, mà mình nghe các kênh nói thôi chứ mình thực sự mình cũng chưa đếm được bao nhiêu tiền. Nhưng mà từ lúc bác Trung Vũ donate mình không biết là được tầm khoảng độ 100-200 chưa, chắc khoảng 200 triệu đi. Thì cũng xin chia sẻ, nếu như mà phân tích cái bác Trung Vũ này là một tổ chức phản động ấy, thì có lẽ là cũng hơi thấy tiền 100 triệu là đã lóa mắt rồi đấy. Bởi vì tại sao? Bởi vì với bản thân mình đi làm ở ngoài ấy, một cái công ty rất nhỏ đấy nhá, riêng cái tiền chạy quảng cáo marketing thôi đã là 100 triệu một tháng rồi, chưa tính tiền nhân công, chưa tính tiền những cái bộ phận như là kế toán, hành chính, nhân sự rồi là sale nữa. Chưa tính đâu, chỉ có mỗi tiền chạy quảng cáo đã 100 triệu rồi. Thì nếu như một tổ chức phản động thì 100-200 với họ nó là mũi, nó là không đáng mấy mọi người ạ. Vì vậy nên là có mỗi cái việc là mình thấy có mỗi khán giả ở drama nó mệt thật. Thế bây giờ nếu mà donate cho các ông, liệu các ông có vui không? Biết đâu nếu mà giả sử như Trung Vũ mà donate cho người khác 100 triệu chẳng hạn, có khi cầm ngay đấy ấy. Nhưng mà cái chuyện donate là chuyện hết sức bình thường. Và cái việc mà ủng hộ cho những nhà trí thức thì mình nghĩ là nên. Bởi vì những nhà trí thức nói thật là họ nhát lắm. Nhát. Ví dụ như là mình cũng gặp gỡ như thế. Bây giờ giả sử như những anh trưởng phòng marketing hay là giám đốc marketing, hay những anh tổng giám đốc, các chú tổng giám đốc đi, họ có thể là nhận một dự án họ làm rất giỏi. Ví dụ như là hay các thầy giáo cũng thế, dạy học sinh, phân tích rồi dạy bài giảng rất giỏi. Nhưng bây giờ bảo ra đánh nhau làm sao mà đánh nhau được, bảo ra mà cãi nhau thì làm sao cãi nhau được. Vì vậy nên là đứng trước một cái cộng đồng mà chỉ có chửi nhau, dùng chính cái việc chửi nhau để mà kiếm tiền qua ngày, thì chả phải bảo vệ họ thì bảo vệ ai? Bản thân mình ủng hộ những nhà trí thức. Và đến bây giờ mình thấy có một người tên là Trung Vũ, không biết là chung tay cổ vũ hay như nào không biết, nhưng mà ủng hộ những nhà trí thức thì mình thấy mình rất là ủng hộ cái bác Trung Vũ này. Cũng xin chia sẻ với cô chú anh chị và các bạn, những cái người giàu ấy, người ta nói một điều là tuổi trẻ chúng ta học tập, còn đến khi mà chúng ta đã có tuổi rồi, đã thành công rồi, thì cái điều mà tốt cho xã hội nhất là chúng ta ươm mầm những cái người thành công giống chúng ta. Đấy là cái điều hay nhất. Giống như Robert Kiyosaki đã từng nói ấy, khi mà bạn tầm 30 tuổi bạn học tập, rồi là đến tầm 40 tuổi bạn có một cái sự nghiệp, nhưng mà đến tầm 50 tuổi bạn phải đào tạo để bạn chuyển giao cho người khác, và bạn phải có những cái học trò để ươm mầm. Và ươm mầm một người giỏi, một người thành công là đằng sau bạn đã giúp cho rất nhiều người thành công rồi. Một người thành công là họ có thể giúp cho hàng ngàn người có công việc. Vì vậy nên là với những người giàu, với những người giỏi, đến một lúc nào đó họ sẽ ươm mầm cho những người học tập. Họ không thể nào họ bỏ tiền cho những người ngồi mà chửi nhau được. Họ không thể nào bỏ tiền cho những người mà ngồi bới móc đời tư được. Họ cũng không thể nào bỏ tiền cho những người mà lấy cái việc chửi nhau, lấy cái việc bóc phốt người khác trở thành công cụ để kiếm tiền được. Họ không thể ủng hộ người đấy được. Họ phải ủng hộ những cái người mà có kiến thức, có tri thức để mà phát triển vươn lên. Và giống như chia sẻ với cô chú, có một vị khán giả, cô dạy mình rất nhiều điều. Và cô chia sẻ rằng cô nuôi phải 20 mấy người, rồi có những người cô nuôi đến tiến sĩ, ai học được đến đâu cô nuôi đến đấy. Đấy là những người ta như vậy đấy. Còn bây giờ bạn, nói thật là bây giờ nếu bạn, nếu mà Trung Vũ donate cho bạn có nhận không? Thế bây giờ cũng mọi người cứ chửi thầy Jimmy,
Nhưng bây giờ phải nói một cái khách quan là như thế này. Bây giờ ai thích có nick YouTube họ vào họ donate, ai cấm được đâu. Cái chuyện donate ai cấm được, cấm làm sao được. Cứ thế có kênh họ donate thôi. Bây giờ giả sử mình có tài khoản Momo hay là tài khoản về Visa, mình vào các kênh mình donate, cấm được không? Không cấm được, đấy là quyền. Người ta thích donate, người ta thích donate để họ làm nổi bật lên, họ thích donate để họ muốn tặng quà. Đây là cái chuyện hết sức bình thường mà vào drama phản động hết thành phản động hết. Xong bây giờ quy là nào là Trung Vũ tổ chức điều khiển Phúc Tài Chính, Jimmy Huỳnh, luật sư Kim với anh nông dân với Quỳnh Như, thế chúng tôi thành phản động hết đấy à? Trời ơi, phân tích gì mà xa thế nhỉ? Cái chuyện donate là cái chuyện bình thường mà. Mà mình biết một điều rằng là nhiều anh em cũng nhận đằng sau donate nhiều chứ có phải là không có đâu. Thế nên là không nên phân tích xa như thế, nó buồn cười lắm. Xin thưa cô chú anh chị và các bạn, đó chính là với một bức tranh ấy, bạn nhìn vào cái gì thì bạn đang thiếu cái gì thì bạn tập trung vào cái đấy. Cuộc sống là vậy. Nhiều người cứ nói tôi không cần tiền đâu, nhưng mà mồm thì cứ mở mồm ra là tiền là đang thiếu tiền đấy. Có nhiều người nói là tao không cần tình yêu, tao chỉ độc thân thôi, thì thực ra là đang muốn tình yêu lắm nhưng mà không được. Bạn đang thiếu cái gì bạn đang nói cái đấy. Và mình thấy một điều khi mà vào kênh của thầy Jimmy Huỳnh, thầy cũng chia sẻ rất nhiều điều hay, nhưng mà có nhiều người chỉ nhìn và thấy tiền donate, có lẽ họ đang thiếu tiền, chỉ nhìn thấy tiền donate thôi. Thì cũng xin chia sẻ với cô chú anh chị, với những cái gì mình nhìn nhận, và mình có rất nhiều người bạn làm YouTube và họ cũng đã từng được nhận donate và rất nhiều đấy, cứ xây kênh lên. Bây cái đấy là cái thói quen của cái thời đại mới rồi. Thời đại mới là gì? Khi có một kênh hay là một website hay là một cái chủ kênh TikTok, chủ kênh YouTube hay là ngay cả chủ kênh Facebook nữa, bây giờ ai mà cảm thấy yêu quý hoàn toàn có thể donate sao, donate xu, donate bông hồng, donate rất nhiều thứ cho họ. Đấy là cái thói quen thời đại mới rồi. Và như mình thấy thì, và bản thân mình từ lâu rồi, mình cũng là một người mà cũng đã từng đi donate cả trên Facebook, cả trên TikTok. Bây giờ mình hay donate trên TikTok, gửi hoa, ai mà cảm thấy thích thích nói chuyện vui vui, người ta làm cái gì mà mình cảm thấy thích và mình có thể tặng họ một cái món quà gì đó, vui thôi, vui thì tặng quà thôi. Và đấy là cái thói quen. Và mình thấy là cái chuyện mà mình cũng hỏi những cái người bạn làm YouTube của mình, thì mình thấy là cái nick Trung Vũ này là của Việt Nam. Bởi vì khi mà bạn dùng một cái tài khoản Momo hay là bạn dùng tài khoản Visa thì bạn donate chẳng hạn, thì là nó sẽ hiện ra tiền của nước đấy. Và cái bác Trung Vũ này donate thì là tiền của Việt Nam. Tiền của Việt Nam thì là người Việt Nam thôi, trong Việt Nam thôi. Và đặc biệt một điều rằng là gì? Là nhìn mấy trăm triệu thì to chứ thực ra đối với một tổ chức thì rất là bé, cực kỳ là bé, nó không to. Vì vậy nên là nick donate thôi. Và cái quan trọng là gì? Cái quan trọng là gì nhỉ? Donate thôi. Và mình thấy là nick ở Việt Nam, nick Việt Nam. Còn mình cũng hỏi những cái người bạn YouTube của mình ấy, thì họ giải thích một điều là tại sao mà cái bác Trung Vũ này lại cần nhiều nick để donate, hay là cái chú Trung Vũ này cần nhiều nick để donate. Thì một cái tài khoản YouTube ấy nhiều khi là chỉ được donate giới hạn được 5 triệu thôi. Vì ví dụ như là bác ấy muốn donate 10 triệu, 15 triệu chẳng hạn, thì bác cần phải lập thêm một cái tài khoản nữa. Và mình có hỏi những người bạn của mình đấy, và mọi người mà biết bạn mình là ai thì có thể lên trên mạng search cái bạn Tô Hải Đoàn và bạn Đạt YouTube ấy. Đấy là hai bạn mà đã hướng dẫn mình làm YouTube. Và có rất nhiều người bạn YouTube bên cạnh những cái bạn đấy nữa đã nói cho mình biết. Bởi vì là đôi khi khán giả trong kênh các kênh khác nhiều khi chỉ donate có 5 đô hay là 100 nghìn, 200 nghìn hay là 200 đô hay là bao nhiêu đấy. Nó chưa đến cái tầm là 5 triệu chẳng hạn. Nhưng mà mọi người cứ thử donate 5 triệu mà xem, thì là nó sẽ báo là cái tài khoản đó chỉ giới hạn donate được 5 triệu thôi, nên bạn phải chuyển tài khoản khác. Nên là cái việc mà cái chú Trung Vũ này mà sử dụng nhiều tài khoản để donate, nó không đồng nghĩa với việc đây là một tổ chức và có nhiều nick, mà chẳng qua là họ muốn donate nhiều tiền. Họ muốn donate 10-15 triệu thì họ phải dùng nhiều nick để mà họ donate. Chứ nếu như dùng một nick thì nó chỉ được giới hạn 5 triệu thôi. Thì đấy là những cái kiến thức mà YouTube đã mình biết và mình chia sẻ đến cô chú anh chị và các bạn. Khá là hay đấy. Nhiều khi là chỉ có muốn cho tiền thôi mà cũng hơi mệt. Còn thực ra ấy, cũng có những người mà rất là giỏi nghiên cứu thì họ cũng chia sẻ cho mình một điều rằng là đôi khi là tại sao mà cái tiền biết rằng là donate cho YouTube, thay vì nhiều người thắc mắc tại sao không chuyển luôn vào tài khoản cá nhân đi mà lại donate vào cái YouTube. Bởi vì là nó có một những cái gì nó mất tiền nó phải được chứ, biết là donate vào YouTube nó sẽ bị mất phần trăm. Tuy nhiên thì khi cái người đó donate vào cái kênh đấy thì YouTube sẽ đánh giá cái kênh đấy là cái kênh mang lại nguồn lợi, cái kênh đấy là cái kênh chất lượng, thì họ sẽ đẩy cao kênh đó lên thôi.
Và mình tin một điều rằng là cái việc mà cái bác Trung Vũ này donate cho thầy Jimmy Huỳnh cũng là một trong những cái yếu tố để giúp cho cái kênh của thầy Jimmy Huỳnh đến bây giờ vẫn là số 1 của drama. Thì có một câu như thế này, đó chính là đừng bao giờ dạy người khác tiêu tiền. Đặc biệt là đừng bao giờ dạy người giàu tiêu tiền. Người ta làm cái gì cũng có lý do của người ta hết. Rất là hay đấy. Và đặc biệt một điều đó chính là nếu mà chỉ có chơi với nhau mà vì tiền, lúc nào cũng chỉ nhìn tiền thôi thì nó không bền lâu đâu. Còn cũng chia sẻ với cô chú là anh chị và các bạn là nếu có ai nói là tôi làm không vì tiền, tôi không cần tiền thì người đấy là người nói dối. Bởi vì ngay cả những cái người mà họ giàu, họ đại gia, họ vẫn đang cần tiền. Họ vẫn đang cần tiền đầu tư. Chỉ có những cái người mà muốn có tiền, rất cần tiền nhưng mà không kiếm được tiền thì mới nói là tôi không cần tiền thôi. Đấy là cái quan điểm của mình. Cũng chia sẻ thật với cô chú, anh chị và các bạn là ngay cả bản thân mình với nông dân, rồi là nói chuyện với thầy Jimmy Huỳnh, rồi nói chuyện với chú luật sư Kim, thì ngay cả nói chuyện với anh Nhét Tam hay là ngay cả nói chuyện với chú Tiệp Ca nữa, chẳng bao giờ nói đến tiền. Nói thật, bây giờ ngẫm lại thấy mọi người cứ khắp nơi cứ tiền donate của Trung Vũ thì mình nhận ra là mọi người hay nói đến tiền hết nhỉ. Chứ còn mình nói chuyện với chú Kim, nói chuyện với thầy Jimmy, nói chuyện với anh Nông Dân, nói chuyện với anh Nhét Tam hay nói chuyện với chú Tiệp Ca, chả bao giờ nhắc đến tiền. Thế nên mới hay. Và tất nhiên trong cuộc sống thế này, chúng ta phải chấp nhận một điều, trong cuộc sống quanh chúng ta không phải là tất cả đều màu hồng hết. Nó sẽ có luôn có những mảng trắng, nó có luôn mảng đen, luôn có những cái mảng sắc hồng và có những luôn có những mảng là sắc nâu. Tuy nhiên thì bạn lựa chọn nhìn vào cái gì? Bạn lựa chọn vào cái nhìn vào cái gì thì bạn sẽ đi theo cái con đường đấy. Hôm trước thì một người bạn của mình cũng bị thất tình. Và cũng bởi vì mình là người thành công rồi mà, nên là cũng chia sẻ với bạn ấy. Và mình đọc tin nhắn thì mình cũng nói lại bạn một câu, một điều rằng là gì? Mày hãy nhìn lại những gì mày đang viết. Những cái ngôn từ mày đang viết nó quá là tiêu cực, nó quá là xấu xí. Vậy thì làm sao hạnh phúc nó đến được? Cái cuộc sống của con người nó nâng cấp lên hay không, nó có đi lên hay không, nó bắt đầu từ ngôn từ chúng ta nói. Ngôn từ chúng ta nói những cái điều hay, điều tốt, những cái điều mới nữa. Điều mới là gì? Là tháng trước ông phân tích cái này, tháng sau phải phân tích những cái khác, nó mới lên thì cuộc sống chúng ta mới phát triển. Còn nếu cái ngôn từ chúng ta nói ra toàn những cái từ cay nghiệt, toàn những cái từ mà cay đời, toàn những cái từ sao mà nhiều thù hằn đến thế, toàn những cái người điều sao mà bực bội đến thế, toàn những cái điều sao mà nghèo nàn đến thế, thì nó chỉ thể hiện con người bạn chứ nó không thể hiện người khác đâu. Đó chính là những cái gì mà Phúc Tài Chính chia sẻ về cái chủ đề bảo vệ những nhà trí thức trong video ngày hôm nay. Và hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn tại phần 3 nhé. Và sẽ có nhiều thông tin mới và thú vị nữa. Hãy ủng hộ kênh Phúc Tài Chính bằng cách bấm like và bấm chia sẻ ủng hộ video. Cảm ơn cô chú anh chị và các bạn rất nhiều. Và hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn tại những video tiếp theo. Bye bye. Nước hồng sâm sang A Hàn Quốc được chiết xuất từ nhân sâm 6 năm tuổi cùng một số thảo dược quý hiếm. Đây là sản phẩm đặc biệt dùng cho người cao tuổi hay mệt mỏi, người hay ốm dậy, cơ thể suy nhược, căng thẳng. Ngoài ra sản phẩm còn phòng ngừa được rất nhiều bệnh tuổi già. Với công dụng bồi bổ sức khỏe toàn diện, bổ thần kinh, giảm stress, tăng sức đề kháng cho cơ thể, cải thiện trí nhớ và khả năng tập trung, tăng chức năng gan thận, giảm độc tố, giảm cholesterol trong máu, chống lão hóa, làm cho da tươi sáng mịn ở nữ giới, điều chỉnh sự khủng hoảng, hồi hộp, rối loạn chức năng ở người lớn, rất tốt cho dạ dày, đường ruột, giúp hấp thụ tốt nhất chất dinh dưỡng, phòng ngừa các bệnh ở tuổi già như tiểu đường, huyết áp, mỡ máu hay ung thư. Một hộp gồm 30 gói, mỗi ngày dùng từ 1 đến 2 lần, mỗi lần một gói, nên dùng vào buổi sáng. Bệnh tiểu đường nên uống sau ăn 30 phút vào buổi trưa để đạt được hiệu quả tốt nhất.